Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có chỉ thị số 02 CTUBND yêu cầu Cục trưởng Cục Thống kê, Giám đốc các sở, ban ngành, đoàn thể, thủ trưởng các cơ quan doanh nghiệp trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung thực hiện tốt cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Cục Thống kê tỉnh, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo tổng điều tra cấp tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện nội dung của phương án điều tra, tổ chức tập huấn hướng dẫn về nghiệp vụ cho các giám sát viên, tổ trưởng điều tra viên theo dõi đôn đốc kiểm tra, nghiệm thu đảm bảo hoàn thành cuộc tổng điều tra đúng thời gian quy định. Ngoài ra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu Cục Thuế, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương, Ban quản lý khu kinh tế, Kho bạc Nhà nước tỉnh Lào Cai, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị hành chính, sự nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, cơ sở tôn giáo tín ngưỡng, những người trực tiếp tham gia cung cấp thông tin cho cuộc tổng điều tra. Sở Thông tin và Truyền thông, báo Lào Cai, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh và các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh dựa trên chức năng nhiệm vụ của mình nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện. Hội Chữ thập đỏ thành phố Lào Cai vừa tổ chức bàn giao trâu giống theo chương trình hỗ trợ đàn trâu từ thiện cho 3 hộ gia đình nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã Hợp Thành. 3 con trâu giống trao tặng cho 3 hộ nghèo là bà La Thị Hồng, thôn Tượng 2, bà Sầm Thị Hoa, thôn Tượng 1, ông Đào Văn Khuyên, thôn Pèng 2, xã Hợp Thành. Đây là một trong những hoạt động an sinh xã hội nhằm chia sẻ khó khăn, thiếu thốn với đồng bào nghèo vùng sâu, vùng xa, giúp họ có thêm phương tiện sản xuất, nhanh chóng thoát nghèo vươn lên trong cuộc sống. Được biết, trong thời gian qua, Hội Chữ thập đỏ thành phố đã trao 10 con trâu giúp đỡ hộ nghèo trên địa bàn thành phố. Tính đến nay, tổng đàn lên tới 20 con. Để chuẩn bị tốt cho kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2017 sẽ diễn ra vào tháng 6 tới đây, các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã lên kế hoạch giảng dạy và hướng dẫn ôn tập từ khá sớm, giúp các học sinh tự tin bước vào kỳ thi quan trọng này. Tại huyện vùng cao Simacai, thầy và trò các nhà trường đang dồn sức ôn luyện với mục tiêu sẽ đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi. Tại trường Trung học Phổ thông số 1 Simacai, những điểm mới của kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia năm nay đã được phổ biến chi tiết đến các giáo viên và học sinh. Nhà trường chủ động tổ chức ôn tập phù hợp theo hình thức trắc nghiệm, tự luận và giải đáp mọi thắc mắc của học sinh xung quanh kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia. Ban giám hiệu nhà trường cũng quán triệt giáo viên các bộ môn thường xuyên nhắc nhở học sinh học đều các môn, tránh việc học lệch, học tủ. Nhận được cái thông tin về cái chuẩn thay đổi về kỳ thi thì đối với cán bộ giáo viên cũng có những cái lo lắng cũng như là học sinh cũng băn khoăn về cái kỳ thi năm nay. Tuy nhiên thì cũng bám sát cái hướng dẫn văn bản của bộ cũng là của sở thì nhà trường cũng có những cái công tác thông tin rồi là có những cái trao đổi tư vấn đối với các thầy cô rồi các em trong nhà trường cũng như là xây dựng kế hoạch để chuẩn bị đảm tốt về cái kiến thức về chương trình nội dung cũng như là xây dựng kế hoạch để tổ chức ôn tập cho các em về mặt kiến thức chuẩn bị cho kỳ thi. Tuy đã có sự chuẩn bị khá sớm và tích cực nhưng với quá nhiều điểm mới như thời gian thi rút ngắn, thi theo tổ hợp môn và thi trắc nghiệm với phần lớn các môn thi nên tâm lý chung của các bạn học sinh là khá lo lắng. Em khó hơn ạ, bởi vì là thời gian tính toán là rất là lâu ạ. Một câu hỏi thì mình phải cần sự tính toán tư duy rất là nhanh. Đối với sự đổi mới của kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2017 năm nay, đặc biệt là chuyển từ hình thức tự luận sang trắc nghiệm đối với môn toán, thì cũng không khỏi bỡ ngỡ trước cái quyết định này của Bộ Giáo dục. Thì trường Trung học Phổ thông số 1 Simacai cũng có những cái sự thay đổi về cách thức dạy, cũng có những sự trấn an đối với học sinh để giúp cho học sinh có cái tâm lý cũng như là có một cái kiến thức vững chắc để đảm bảo cho cái kỳ thi này. Đặc biệt là đối với môn toán của chúng tôi thì chúng tôi cũng giao lưu, học hỏi kinh nghiệm của các cái trường lớn về kinh nghiệm dạy đối với bộ môn toán đáp ứng cho cái việc thi trắc nghiệm. Đây cũng là năm đầu tiên học sinh các trường trung học phổ thông tại Simacai phải dự thi môn ngoại ngữ do Bộ Giáo dục đã quy định. Đây là môn thi bắt buộc của tất cả các thí sinh. Điều này cũng là một khó khăn lớn bởi chất lượng dạy và học ngoại ngữ ở các trường học vùng cao không thật tốt. Môn tiếng Anh, chúng em chưa ở trên này thì chưa thi năm nào môn tiếng Anh bắt buộc. Năm nay lại bắt buộc thi tiếng Anh. Mà trước đó là em không học được tiếng Anh, em chưa xác định thi tiếng Anh. Bây giờ đột ngột bị bắt buộc thì
cũng hơi lo lắng. Năm nay đổi mới thêm cả môn tiếng Anh thì môn đấy là bộ môn mà em chưa tự tin lắm. Giáo viên chúng tôi thì cũng đã cố gắng xây bám sát cái xây dựng kế hoạch chuẩn của cấp trên, xây dựng kế hoạch làm sao mà phù hợp với đối tượng học sinh để rèn các em mà làm công tác tư tưởng để các em yên tâm nắm chắc kiến thức để sẵn sàng bước vào kỳ thi. Dù còn khá nhiều nỗi lo do kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm nay có rất nhiều điểm mới, nhưng với sự chủ động, tích cực ôn luyện từ khá sớm, hy vọng thầy và trò các trường trung học phổ thông ở vùng cao Lào Cai sẽ có một kỳ thi đạt kết quả tốt. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù vừa được thông xe kỹ thuật, nhưng trong thời gian qua trên một số tuyến đường giao thông của thành phố Lào Cai đã xuất hiện tình trạng mất an toàn giao thông ở một vài điểm, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cao. Đây là khu vực hai ngã tư gần nhau giữa đường Phú Thịnh và đường Hoàng Quy với đường Võ Nguyên Giáp. Hai ngã tư này liền kề với khu dân cư. Sau khi đường Võ Nguyên Giáp kéo dài thông xe kỹ thuật thì lượng phương tiện lưu thông qua đây rất lớn. Vì đường mới lại rộng nên những tài xế chạy với tốc độ cao gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông được xác định đó là do ý thức chủ quan của người tham gia giao thông. Bên cạnh đó, do chưa có hệ thống biển báo, đèn tín hiệu giao thông trên các tuyến đường này cũng là nguyên nhân dẫn đến tai nạn. Hiện trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp kéo dài, việc kẻ vạch phân làn xe cơ giới đã cơ bản hoàn thành, song các biển báo vẫn chưa được hoàn thiện nên người tham gia giao thông vẫn đi theo kiểu tùy hứng. Mật độ xe thì cán bộ công nhân viên rồi, xe tải, xe khách thì có ít, nhưng xe cán bộ công nhân viên đi làm thì tương đối đông và xe tải cũng có đi. Thế thì cọc tiêu biển báo chưa có. Và có những xe là đi gần cảm thấy như là quá nhanh, đến 70-80 cây, chứ không phải không đâu. Trong khi hạ tầng còn dở dang, để đảm bảo an toàn, người dân khi tham gia giao thông tại tuyến đường trên cần chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ. Đồng thời, chủ đầu tư cần nhanh chóng triển khai các hạng mục còn lại, nhất là hệ thống biển báo hiệu đường bộ để người dân và phương tiện lưu thông thuận lợi, an toàn. Sau đây là những thông tin quốc tế đáng chú ý. Ngày 9 tháng 3, trong cuộc bỏ phiếu tại Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh châu Âu-EU, Chủ tịch Hội đồng châu Âu-EC Donald Tusk đã tái đắc cử chức vụ này với đa số phiếu tuyệt đối. Kết quả được công bố cho thấy, ông Tusk đã giành chiến thắng với sự ủng hộ của 27 trên tổng số 28 nước thành viên EU. Ba Lan, quê hương của ông Tusk, đã không ủng hộ vì đương kim Chủ tịch Hội đồng châu Âu tái ứng cử vào chức vụ này. Trước thềm hội nghị, Thủ tướng Ba Lan Beata Szilo tuyên bố sẽ tìm mọi cách để ngăn cản ông Tusk tái đắc cử chủ tịch EC. Ông Donald Tusk là cựu thủ tướng Ba Lan nhưng bị chính phủ Ba Lan do Đảng Luật pháp và Công lý cầm quyền phản đối vì cho rằng đã can thiệp vào vấn đề chính trị trong nước. Trong thời gian gần 30 tháng qua, ông Donald Tusk được các thành viên EU trừ chính phủ hiện tại ở Ba Lan đánh giá cao và công nhận đã làm tốt sứ mệnh của mình là chèo lái giúp châu Âu vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Nhiệm kỳ hiện tại của ông sẽ kết thúc ngày 31 tháng 5 tới. Ngày 9 tháng 3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang ở thăm chính thức Nga. Trọng tâm chương trình nghị sự chuyến công du là cuộc chiến chống khủng bố, tình hình tại Syria cũng như mối quan hệ hợp tác song phương. Phát biểu tại cuộc hội đàm, Tổng thống Putin bày tỏ vui mừng mối quan hệ giữa Nga và Israel không ngừng được củng cố và phát triển. Theo ông Putin, hai nước đã hình thành được mối quan hệ chặt chẽ, tin cậy và thường xuyên trao đổi thông tin thông qua điện đàm, cũng như các cuộc gặp gỡ ở các cấp. Về phần mình, Thủ tướng Netanyahu đã nhấn mạnh đến việc củng cố mối quan hệ giữa Nga và Israel trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Theo ông Netanyahu, hàng triệu người Do Thái nói tiếng Nga là cầu nối gắn kết hai nước. Hơn nữa, Nga và Israel đang cùng nỗ lực trên mặt trận chống khủng bố quốc tế. Một con tê giác trắng quý hiếm đã bị những kẻ săn trộm bắn chết và cưa lấy sừng vào rạng sáng ngày 7 tháng 3. Sự việc xảy ra tại vườn thú Thoiry, cách thủ đô Paris 50 km. Đây là vụ việc săn bắn động vật hoang dã táo tợn nhất tại châu Âu từ trước tới nay. Đây là trường hợp đầu tiên tại châu Á một con tê giác nuôi nhốt bị giết trộm. Con tê giác đực màu trắng quý hiếm tên Vince đã bị bắn ít nhất 3 phát đạn vào đầu trước khi gục ngã và bị cưa sừng. Cảnh sát vẫn đang điều tra sự việc. Thông báo của sở thú Thoiry cho biết bọn săn trộm đã lợi dụng trời tối,
và đúng vào hai ngày đóng cửa sở thú để đột nhập. Sự việc vô cùng bí ẩn, mọi giả thuyết đã được tính đến. Cảnh sát đang tiến hành điều tra. Đây là sự việc săn trộm đầu tiên ngay trong sở thú châu Âu. An ninh tại sở thú đã được siết chặt sau vụ việc. Camera an ninh và 5 nhân viên bảo vệ túc trực 24/24 giờ. Hiện nay, tại các vườn thú quốc gia ở Nam Phi, lực lượng bảo vệ đã được trang bị súng để sẵn sàng đối đầu với bọn săn trộm thú. Nhưng điều này chưa bao giờ là cần thiết tại một sở thú ở châu Âu. Nhưng sự việc táo tợn này đã xảy ra, thật không thể tin được. Buôn bán sừng tê giác vì mục đích thương mại là hoạt động bị cấm theo một công ước của Liên Hợp Quốc và bất hợp pháp ở Pháp. Tuy nhiên, nhu cầu tiêu thụ cùng với việc giá của sừng tê giác liên tục bị đẩy lên cao khiến nạn săn bắt trộm tê giác ngày càng nhức nhối. Theo báo Le Parisien, giá sừng tê giác còn cao hơn giá ma túy và giá vàng. Theo thị trường hiện nay, giá 1 kg sừng tê giác giao động khoảng từ 50.000 đến 100.000 euro. Ngày 9 tháng 3, triển lãm ô tô quốc tế lần thứ 87 tại Geneva, Thụy Sĩ đã mở cửa ngày đầu tiên cho công chúng, trong đó giới thiệu gần 150 sáng tạo mới nhất trong lĩnh vực này. Tại triển lãm, khách tham quan sẽ có dịp khám phá 148 sáng tạo mới nhất trong lĩnh vực sản xuất ô tô. Trong số này phải kể đến 126 mẫu xe lần đầu tiên được ra mắt tại châu Âu và trên thế giới. Ngoài ra còn có 22 thiết kế mới nhất về phụ tùng và thiết bị ô tô được công bố. Tổng số có khoảng 900 mẫu xe được giới thiệu tới công chúng tại triển lãm ô tô quốc tế Geneva lần này. Triển lãm thu hút 180 nhà trưng bày từ các hãng ô tô nổi tiếng thế giới với những nhãn hiệu như Ferrari, Lamborghini, Pagani, McLaren hay Bentley đến các nhà sản xuất phụ tùng và linh kiện trong lĩnh vực này. Ngay trước ngày khai mạc triển lãm, nhà tổ chức còn tiến hành bầu chọn chiếc xe của năm với ban giám khảo gồm 58 nhà báo chuyên về lĩnh vực ô tô tại châu Âu. Giải thưởng này đã thuộc về xe thể thao đa dụng Peugeot 3800 của hãng PSA, hãng sản xuất ô tô hàng đầu của Pháp và là nhà sản xuất xe hơi lớn thứ hai châu Âu. Trong bối cảnh thị trường ô tô châu Âu tăng 6,8% trong năm 2016, với 14,64 triệu xe được bán ra, tương đương với mức ghi nhận trong năm 2008, trước thời điểm khủng hoảng. Các nhà sản xuất muốn dành ưu ái cho các dòng xe cao cấp. Toàn bộ mặt bằng triển lãm lên tới 106.000 m², tương đương 15 sân bóng đá. Ước tính sẽ có hơn 700.000 lượt khách tham quan trong 10 ngày diễn ra triển lãm. Khoảng 10.000 phóng viên, đại diện truyền thông cũng có mặt để đưa tin về sự kiện. Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.